Hoa chưa? Không, em mới được chị Hoa báo là chị học xong thôi. À, vâng. Ủa, mà từ tuần trước á. Vâng, thì cô liên hệ với em là cô dạy xong chị rồi ấy. Em gọi điện xác nhận lại với chị là có phải là chị đã kết thúc khóa học đấy chưa? Ok, rồi, nói chung là cô nhiệt tình lắm. Cô Hoa à? Hỏi cô trả lời. Dạ vâng, có gì không hiểu thì chị cứ liên hệ để cô hỗ trợ chị. Đúng rồi, thì cô lúc nào mà chị nhắn tin hoặc cái gì là cô đều có kiểu là cô bận thì cô bảo là cô chờ vâng. Xíu. Là đợt này là chị học theo giáo trình bên em hay là học trên chứng từ của bên chị? Chị học theo của chị, chứ có chỗ nào chị không hiểu là chị hỏi. Đúng không, rồi. Có theo giáo trình thì lớp trước là chị học theo giáo trình rồi. À vâng. Thế trước cái lớp trước chị học theo giáo trình ở bên em ấy, thì chị đánh giá là cái bộ giáo trình ở bên em thì chị làm so với thực tế thì chị có dễ hiểu không? Nói chung dễ hiểu. Giáo trình sát thực tế luôn em. Dạ vâng. Giáo trình là sát với thực tế luôn ạ. Đúng rồi, đúng vâng. Rồi. Ok, chị nói chung là hiểu. Dạ vâng. Chị đi làm rồi như vậy thì chị có cần bổ sung gì về thêm về cái bộ giáo trình ở bên em không? Không, cái hiện tại thì tại vì chị làm thì thực ra là nó phát sinh không nhiều, nhưng mà chị thấy là nó nếu mà khi phát sinh ấy thì là nó thực tế. Vâng ạ. Có gì khó, nếu mà khó thì chị đã hỏi rồi. Vâng. Dạ vâng, vậy thì tốt rồi, chị hài lòng như vậy là quá tốt rồi. Thế trước đây chị biết đến trung tâm em qua kênh nào nhỉ? Như là chị sợ là trên Google cái gì đó. À, vâng. Thế là sau khi kết thúc khóa ở bên em ấy, chị mà có gặp vướng bất cứ về vấn đề gì trong cái công việc mà chị đang làm thì là chị cứ liên hệ với cô Hoa để cô Hoa bên em hỗ trợ chị nhá. Ừ, thì nhiều lúc chị cũng hỏi cả chị Lam bên em á. Vâng. Thì bên em ai cũng hỗ trợ được, ví dụ chị gặp vướng vấn đề gì thì bọn em hỗ trợ, ví dụ mà Misa nữa, nó có cái vấn đề gì ấy thì liên hệ với bọn em. Chị ạ. Ừ, thì nói chung là thì cũng học thêm nhiều, tối về chị đọc tài liệu ấy, chị vâng hiểu. Còn cái nào mà nó hơi vướng thì chị có thể lúc thì chị nhắn cô Hoa, lúc thì chị nhắn chỗ Nam ấy. Dạ vâng. Cô chị thôi. Tại vì nhiều cái liên quan đến doanh nghiệp thì chị hỏi. Vâng. Thế còn đến doanh nghiệp bên em vẫn hỗ trợ được bình thường mà. Bên em vừa dạy hành chính sự nghiệp vừa doanh nghiệp. Vâng. Đó thì nói chung là cũng tốt, chị thấy đào tạo bên này là cơ bản. Dạ vâng. Tốt. Thế chung là chị cũng chưa học nào mà thấy cái này hết. Dạ vâng. Cái tài liệu lúc đầu chị học thấy được. Vâng ạ. Tài liệu đầy đủ đấy, chị hài lòng mà không có gì. Dạ, nếu vâng không hài lòng thì đâu có học lên nữa đâu. Vâng, đúng rồi. Chị đăng ký học khoảng 2 khóa bên em mà chị nhờ. Bán đòi tiền luôn đấy, thấy vâng không? Nhưng mà công sức chị bỏ ra như vậy thì nó cũng xứng đáng thôi. Đấy, nhưng mà chị cũng biết vâng nhiều hơn. Vâng, sau khi tham gia 2 khóa học thì là kiến thức của chị nó cũng được nâng lên nhiều đúng không chị? Ok. Mình học mà mình không tiếp thu được thì các bạn thôi. Đúng rồi. Thôi nhé. Vâng. Thì không nhiều lắm. Vâng. Biết hết rồi đó. Dạ biết. Vâng. Còn vâng đến cuối năm mà nó không hướng chút xíu về báo cáo tài chính để có thể hỏi thêm cô. Dạ vâng, lúc đấy cô vẫn hỗ trợ được chị thêm mà. Ừ. Vâng. Thì đó, nói chung là không có gì đâu. Dạ thế vâng. Ok đó, có ai học thì chị giới thiệu học tiếp. Dạ vâng, chị nhá, có bạn bè hay là đồng nghiệp muốn học thì chị giới thiệu đến bên em. Dạ rồi vâng. Em yên tâm nhá, có dạ gì vâng đâu. Dạ vâng. Đừng làm thách cho cô rồi. Vâng, tại vì là hôm nay cô mới báo là hoàn thành khóa học xong, hoàn thành khóa học của chị ấy, để bên em thanh toán cho cô mà. À đấy, vâng, thì chị cũng lo thì bữa trước chị đánh giá mãi không được, biết làm sao đánh giá. Xong rồi phải nhờ cô để chị lại. Vâng. Thì chị đánh giá không rồi. Vâng. Chị nói là cũng thanh toán cho cô chưa, mất công để lâu quá. Không, đợt bên này em bận quá nên chị học có một tuần có một buổi không vâng nó thì hơi lâu. Chị học được buổi nào thì cứ bảo cô sắp xếp, cô Hoa cũng thoải mái mà. Thì đúng rồi, nhưng mà chị học có một tuần buổi nên nó hơi lâu một chút. Vâng. Ai dậy. Thế chị nghỉ ngơi đi nhá, em gọi điện hỏi thăm chị chút thôi. Dạ vâng nha. Dạ vâng rồi, em chào dạ chị. Có gì thì cứ liên hệ lại bên em chị nhá. Ừ, rồi, dạ vâng. Chào em nha. Dạ vâng, rồi em chào chị ạ.